Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả. Mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ những bất cập trong ngành y. Cần một cuộc cải cách sâu rộng. Căn cứ nào xem xét miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ? Hé lộ tình tiết vụ mẹ mìn giả nhân viên y tế bắt cóc trẻ sơ sinh. Và sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ những bất cập trong ngành y. Thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết về cơ bản, ngành y tế đạt được các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, đồng thời đạt được một số kết quả chủ yếu như tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 81,7% năm 2016 lên 91,01% năm 2021, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao là 80% năm 2020, sớm hơn 4 năm, ước vượt chỉ tiêu giao năm 2022 của Quốc hội và Chính phủ về số bác sĩ trên 10.000 dân và số giường bệnh trên 10.000 dân. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thẳng thắn nhìn nhận tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế khu vực công lập, chế độ chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế chưa bảo đảm, chưa tương xứng với quá trình đào tạo và mức độ công việc. Các vấn đề tài chính y tế còn nhiều bất cập như mệnh giá bảo hiểm y tế, tự chủ bệnh viện, thanh toán bảo hiểm y tế, liên doanh liên kết, xã hội hóa, hợp tác công tư. Bà Lan nói giá dịch vụ y tế chậm điều chỉnh, chưa tính đúng, đủ chi phí thực tế, gây ảnh hưởng đến hạch toán thu chi của các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh các bệnh viện thực hiện theo cơ chế tự chủ, đổi mới phương thức chi trả theo nhóm chẩn đoán, theo định suất chậm được thực hiện. Cùng với đó, Quyền Bộ trưởng chỉ ra hệ thống tổ chức ngành y tế tại một số địa phương còn tồn tại các mô hình tổ chức hệ thống khác nhau ở một số lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, dân số, dẫn đến một số bất cập trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ. Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản pháp luật vẫn còn chậm, thiếu linh hoạt, chưa đáp ứng yêu cầu của quản lý và thực tiễn, chậm sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý liên quan đến thực hiện phòng chống dịch, tổ chức hệ thống giá dịch vụ, đặc biệt là mua sắm đấu thầu, liên doanh liên kết, quản lý, sử dụng tài sản công, dẫn đến hệ quả là tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại nhiều cơ sở y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cho biết, Hà Nội chỉ đạo tập trung vào các nội dung như củng cố nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, lấy phòng bệnh là ưu tiên hàng đầu, tập trung kiểm soát không để tái bùng phát dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác mua sắm vật tư, đấu thầu, phát triển y tế cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trung tâm y tế, phòng khám đa khoa nhằm thu hút người bệnh tại tuyến y tế cơ sở, giảm tải cho tuyến trên. Đồng thời nâng cao chất lượng tại trạm y tế, tập trung triển khai các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. Trong đó đầu tư y tế cơ sở, trạm y tế, phòng khám đa khoa tại các khu vực, bảo đảm người dân được hưởng tốt nhất các dịch vụ, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ y tế, đạt sự hài lòng của người bệnh. Liên quan đến kiến nghị và đề xuất, trong 2 tháng qua, Hà Nội đã có 4 văn bản trực tiếp báo cáo Bộ Y tế về công tác đấu thầu, thuốc tập trung tại các địa phương, khó khăn vướng mắc trong xây dựng và ban hành xét nghiệm SARS-CoV-2, thực hiện và thu tiền xét nghiệm COVID-19 khi người dân có nhu cầu xét nghiệm và tự nguyện chi trả chi phí, khó khăn vướng mắc bất cập trong cung ứng thuốc, trang thiết bị vật tư y tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn cho thành phố nói trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh cho biết, qua đợt dịch vừa rồi đã nhận thấy hệ thống y tế cơ sở còn bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhận định, thời gian qua các địa phương ở Quảng Nam ở miền núi rất khó khăn với đội ngũ cán bộ y tế, rất mong cần có chính sách sớm để tuyển dụng và sử dụng đội ngũ này, đặc biệt ở những lĩnh vực có tính chuyên môn cao và khó khăn như tâm thần, lao phổi. Rất nên có cơ chế chính sách cho những ngành đặc thù như vậy. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức thông tin thành phố đã xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng, linh hoạt, hiệu quả kiểm soát dịch COVID-19 với 6 chiến lược y tế gồm bao phủ vaccine đến từng người dân trên toàn bộ địa bàn, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn tình hình mới, quản lý và chăm sóc F0 tại nhà,
điều trị F0 tại các bệnh viện, truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và cộng đồng trong phòng chống dịch, nâng cao năng lực phòng chống dịch. Cùng với đó, thực hiện các chương trình hoạt động mang tính sáng tạo, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn, như triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, tập trung bảo vệ sức khỏe cho người dân trên 65 tuổi và người có bệnh nền, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế quan tâm tới những góp ý của thành phố Hồ Chí Minh đối với dự thảo luật khám chữa bệnh và một số góp ý khác mà thành phố đã gửi Bộ Y tế trong thời gian qua. Bộ Y tế sớm nghiên cứu điều chỉnh hành lang pháp lý về công tác đấu thầu, mua sắm, mua thuốc có chất lượng với giá thành hợp lý. Mong có thêm các cơ chế chính sách nhằm cải thiện tiền lương và thu nhập cho nhân viên y tế, giải quyết các tồn tại. Quyền Bộ trưởng cho biết thời gian tới, ngành y tế cần tập trung giải quyết tất cả những tồn tại trước mắt như đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh cấp phép thuốc, trang thiết bị y tế. Song song với đó là giải quyết các vấn đề mang tính lâu dài như hoàn thiện thể chế, chính sách, đổi mới tài chính y tế, đầu tư phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở. Cụ thể, tiếp tục tập trung kiểm soát dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm, lưu hành có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội. Tiêm vaccine là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Bảo đảm tiến độ tiêm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Bà Lan nhấn mạnh, khẩn trương triển khai các giải pháp nâng cao chế độ chính sách đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc, biểu dương khen thưởng để động viên tinh thần lực lượng ngành y tế yên tâm công tác, tập trung công tác xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về mua sắm, đấu thầu, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu, xã hội hóa quản trị đơn vị sự nghiệp công. Đối với lĩnh vực tài chính y tế và bảo hiểm y tế, Quyền Bộ trưởng hứa sẽ đổi mới mạnh mẽ, đồng thời kiến nghị tăng tỷ trọng chi của ngân sách nhà nước và bảo hiểm xã hội trong tổng chi cho y tế, đổi mới phương thức chi trả, điều chỉnh giá dịch vụ theo hướng tính đúng, tính đủ, giải quyết những vướng mắc trong xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ, dự án lĩnh vực y tế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết tồn tại về tổng mức thanh toán, đảm bảo việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế phù hợp, tăng cường công tác kiểm soát thanh toán, giám định trước để kịp thời kiểm soát chi phí y tế phù hợp an toàn quỹ. Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết sẽ nâng cao năng lực quản trị hệ thống y tế, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền theo quy định, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt quản lý nhà nước về cấp phép, quản lý chất lượng, mua sắm đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các vi phạm. Cần một cuộc cải cách sâu rộng. Thưa quý vị, có hai câu chuyện báo chí nêu gần đây nhận được sự quan tâm, tương tác rất lớn của bạn đọc. Chuyện thứ nhất là y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội phản ánh với Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế về tiền phụ cấp ca trực quá thấp. Chuyện thứ hai là ông Peter Hồng bày tỏ đau xót trước tình trạng chất xám Việt Nam không chảy về nước. Tuy hai câu chuyện được trích dẫn từ sự kiện thời sự mới diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại phản ánh một vấn đề rất cũ. Khoảng 20 năm trước, cố nhà báo Hữu Thọ đã từng đề cập đến chính sách đãi ngộ khi ông nêu chuyện ở một tỉnh nọ, thu hút được 8 tiến sĩ về làm việc với mức thu nhập tốt, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì 7 vị xin thôi việc. Cũng gần chục năm trước, chúng tôi cũng nêu câu chuyện ông Bùi Quang Vinh, khi ấy là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, băn khoăn rằng rất khó thu hút nhân tài về làm việc cho khu vực nhà nước. Ông Vinh cho rằng không khó tìm nhân tài có thể làm việc bằng 7-8 nhân sự hiện có, nhưng lại rất khó cho thôi việc 7-8 công chức làng nhàng và cũng không có cơ chế để trả thù lao cho nhân tài gấp 7-8 lần mức thu nhập của công chức hiện tại. Từ bấy đến nay, chính sách thu hút nhân tài cải cách tiền lương tuy luôn được đặt ra và đã từng bước đổi mới, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tế. Những hệ lụy mà bộ máy đang gặp phải như khó thu hút nhân tài, thậm chí đang có tình trạng công chức viên chức bình thường cũng bỏ khu vực nhà nước để đi tìm cơ hội tốt hơn ở khu vực kinh tế, tư nhân hoặc ra nước ngoài làm việc. Nhiều y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mặc dù bệnh viện hạng đặc biệt công việc nhiều nhưng phụ cấp trực của các y bác sĩ chỉ có 115.000 đồng mỗi ca.
phụ cấp phẫu thuật chỉ 150.000 đồng một ca. Bà xã tôi là bác sĩ trưởng khoa một bệnh viện lớn ở nước ngoài. Lương hiện nay của bà khoảng 187.000 đô mỗi năm, khoảng 4,3 tỷ đồng một năm. Bà muốn về Việt Nam làm việc nhưng mức lương chỉ 14 triệu đồng mỗi tháng, làm sao mà về? Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Peter Hồng cho biết, có lẽ chẳng cần bình luận thêm gì bởi đây đã là các con số biết nói. Hôm qua khi chủ trì hội nghị về phát triển thị trường lao động, Thủ tướng lại tiếp tục đặt câu hỏi, vì sao một lực lượng lớn lao động chất lượng cao được đào tạo tại nước ngoài không muốn quay về nước làm việc? Vì sao thời gian gần đây có một số lao động thuộc khu vực nhà nước có xu hướng chuyển dịch ra khu vực tư nhân? Cũng xin lưu ý rằng, để thu hút nhân tài, chế độ tiền lương, thu nhập rất quan trọng, nhưng mới chỉ là điều kiện cần, hiện nay chưa đáp ứng được. Điều kiện đủ thậm chí còn quan trọng hơn là môi trường làm việc. Có lẽ ông Peter Hồng biết rõ, nhân tài được đào tạo và làm việc trong môi trường giúp họ phát huy được tài năng, sức sáng tạo, chính sách đãi ngộ và thăng tiến dựa vào các đánh giá định tính, định lượng rõ ràng. Họ sẽ rất khó hòa nhập với môi trường làm việc còn có những trói buộc với việc đánh giá mức độ hoàn thành, sự cất nhắc còn nặng cảm tính. Các tồn tại nêu trên cần có một cuộc cải cách sâu rộng, quyết liệt và đồng bộ mới có thể tháo gỡ được nút thắt.